Có cái chỗ này để chia sẻ luôn để giúp cho anh chị, những anh chị nào mà đang trong cái trường hợp mà sử dụng cái kính áp tròng nhìn xuyên bài, đây là một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Vì sao ạ? Kính áp tròng thì nó không có khác gì cái kính áp tròng thông thường mà chúng ta đang sử dụng. Đây, giống như kính mà đang cầm trên tay đây, cặp kính này, cái khay để đựng này, rồi cái độ gấp của kính áp tròng này, đây là nước ngâm này, nước nhỏ mắt này, đấy, thì tất cả nó đều giống nhau thôi. Nhưng tại sao chúng ta phải sử dụng cái này ạ? Ok, trong thời gian vừa qua thì hiện nay nổi lên rất là nhiều câu hỏi, và câu hỏi đặc biệt quan trọng chỉ có anh chị nào đang tham gia trong lĩnh vực này chị mới hiểu được. Đây thì trên tay họ đang cầm này, một trong những cái mà được các anh đánh giá nhiều hơn là các chị. Thông thường thì các chị đã đặt câu hỏi về và sử dụng cái này nhiều, thì bây giờ là các anh trong cái thời gian mà 7 năm mà chúng tôi làm về mắt kính thì hiện nay đã phục vụ cho 40.000 khách hàng ở trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Có cái chỗ này để chia sẻ luôn để giúp cho anh chị, những anh chị nào mà đang trong cái trường hợp mà sử dụng cái kính áp tròng nhìn xuyên bài, đây là một cái điều mà chúng ta cần quan tâm. Vì sao ạ? Kính áp tròng thì nó không có khác gì cái kính áp tròng thông thường mà chúng ta đang sử dụng. Đây, giống như kính mà đang cầm trên tay đây, cặp kính này, cái khay để đựng này, rồi cái độ gấp của kính áp tròng này, đây là nước ngâm này, nước nhỏ mắt này, đấy, thì tất cả nó đều giống nhau thôi. Nhưng tại sao chúng ta phải sử dụng cái này ạ? Khi mà chúng ta biết được rằng mình nên đeo cái kính áp tròng để làm gì, mục đích của cái trường hợp này là nhìn làm sao ở đối phương đang sử dụng quần vải gì, đấy là cái quan trọng. Khi mà chúng ta xác định được đối phương đang sử dụng vải gì để chúng ta làm những cái việc tiếp theo, đó là dành cho một số anh chị chơi bài với cái trường hợp là cá độ hay là chơi cờ bạc. Rồi, có một số nữa anh chị sẽ sử dụng cái bài để làm ảo thuật mà muốn cho khán giả xem hay là giải trí, thì đây là một cái mà cũng được coi là sử dụng được thôi. Tuy nhiên là nó chưa phải là cái nguy hiểm lắm. Thế thì một số các bạn thường thích cái khả năng là ảo thuật của các nhà ảo thuật sang thì chúng ta sẽ dùng cái kính áp tròng đó. Rồi, thế thì qua đây thì một số anh chị đã đặt câu hỏi không biết là có thật hay không, bởi giá cả nó ra làm sao, nó có an toàn không. Thì đầu tiên là chúng ta phải xác định là chúng ta dùng kính áp tròng nhìn xuyên bài để làm gì, để nhìn thấy các thực vật mà chúng ta đang sử dụng làm ảo thuật. Rồi, trường hợp thứ hai là chúng ta dùng cái kính áp tròng nhìn xuyên bài để thấy được nó là đối phương hay đối thủ của chúng ta đang sử dụng bài gì. Đấy, thế thì chúng ta đi vào như này. Trường hợp này nếu dùng ảo thuật thì chúng ta bàn về cái video sau đó. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái video nói dùng cái này làm sao để nhìn được cái khuôn bài. Thế thì đeo cái kính áp tròng này nó giống như là cái cách mà chúng ta đeo kính áp tròng thông thường. Rồi, sẽ nói về cái cách đeo được không? Thế thì trong cái quá trình này, khi mà chúng ta đến một nơi nào đó chúng ta chơi bài, thế thì anh chị mong muốn gì? Mình thua hay mình thắng, đúng không ạ? Hay là mình hòa, hay là mình chơi giải trí, hay là mình chơi để có cái sự gọi là vinh danh vinh dự, biết chúng ta là chơi hay. Thế khi đeo vậy thì chúng ta sẽ nhìn lên khuôn bài, mà ở đây nó liên quan tới khuôn bài, kính và khuôn bài anh chị ạ. Nên mình nhớ chỗ này, nếu mà anh chị đang xem thì chúng ta cần chú ý, kính thì chúng ta đeo ở trong mắt, khuôn bài thì ở bên kia đang đặt cho chúng ta. Thế thì nhìn ở đây là nhìn, nhờ nhìn rõ là nhìn vào cái lớp ở sau lá bài, có cái lớp ở phía sau lá bài nó ánh quang lên, nó có cái màu thì chúng ta nhìn thấy nó lờ, thì lúc đấy trên cái kính này nó có một cái sự phản chiếu từ cái khuôn bài về cái kính, và chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây. Trong cái quá trình đó chúng ta sẽ xác định được là con số gì mình đối thủ đang cầm, và chúng ta chơi bài đánh số tiền cược cao lên hay là thấp xuống thì tùy theo cái mà chúng ta quyết định. Nhưng lúc này chúng ta đã xác định được rõ số bài. Những cái trường hợp này chúng ta nên cảnh báo nhé. Để mà chơi được như thế thì coi gì, mình đang sử dụng một cái công cụ nào đó để đánh thẳng đối phương, mà trong trường hợp này đối phương chưa biết thì không sao. Nếu mà đối phương biết được điều gì xảy ra, theo anh chị nếu mà comment ở phía này, điều gì xảy ra nếu mà đối phương biết, có vài cái điều mà đối phương biết đã xảy ra tôi chia sẻ luôn. Anh chị hãy comment và anh chị hãy subscribe vào kênh nhé, tiếp tục để chia sẻ thêm cái điều này hay cực kỳ. Vì sao? Bấy năm nay tôi nghe nhiều và hôm nay tôi chia sẻ luôn để anh chị nắm rõ hơn. Nếu như chúng ta mà đeo vào nhìn rõ con bài, chúng ta chơi với số tiền tăng cao lên và để thắng đối phương thì chúng ta mừng, đúng không ạ? Đối phương sao? Buồn, hoặc là chúng ta sẽ có một cái trường hợp chơi cái ván khác mà tăng được số tiền lên với điều kiện chúng ta nhìn
cũng phải theo dõi. Rồi, nếu như chúng ta đeo vàng mà đối phương phát hiện thì sao? Có vài cách để đối phương phát hiện đấy nhá. Nếu chúng ta cứ subscribe vào kênh của chị sẽ luôn có vài cách để đối phương phát hiện trường hợp này. Nếu như đối phương mà phát hiện được anh chị đang sử dụng cái kính áp tròng nhìn xuyên mài này mà chơi xấu đối phương thì điều gì xảy ra? Một là cả nguyên cái hội đồng đó đánh anh chị, đúng không ạ? Rồi, hai nữa là gì? Chúng ta sẽ có một cái đội ngũ không bao giờ chơi với chúng ta nữa và chúng ta trở thành là người cô đơn ở cái nhóm đấy, đúng không ạ? Cái thứ ba nữa là chúng ta có cái khả năng mà day dứt ở trong người chúng ta mới về và chúng ta không có ai chơi, hoặc là chúng ta chơi xấu người khác, không có khả năng để tiếp tục đồng hành với mình trên cái con đường mà chơi nữa thì điều gì xảy ra, đúng không ạ? Rồi, chúng ta không hề có yên tâm trong cái quá trình mà chúng ta chơi đấy, ăn gian trong cái ngày đấy hay không. Thậm chí ngay cái lúc đấy anh chị chơi ăn gian chỉ một lần thôi, nhưng mà người ta xem anh chị đâu đó là nhiều lần trước rồi, thì lúc này chúng ta có khả năng đền lại số tiền đó không ạ? Có, thì những cái nó có thể xảy ra như vậy. Thế thì để mà phát hiện cái kính áp tròng này người kia có đeo hay không thì đầu tiên anh chị đang sử dụng mà muốn biết điều này thì chúng ta hãy nhìn thẳng nhá. Chú ý là nhìn thẳng vào mắt đối phương xem cái độ tự tin đối phương có thật sự là đang xảy ra ở đây hay không. Nếu như đối phương thực sự thiếu tự tin, ngay kể cả trong cuộc đó thắng thì vẫn thiếu tự tin. Cái hai nữa, chúng ta nhìn có cái vệt xung quanh của cái lòng đen, vệt xung quanh của lòng đen hơi trắng trắng một chút, đó là cái chúng ta nhận diện được. Rồi, cái bước nữa là chúng ta sẽ làm một cách này chúng ta có thể là không ảnh hưởng đến hai mà tự nhiên được. Nếu như anh chị đang chơi bài một cái bộ này, đúng không, bộ bài này nó có cái mực phản quang ở phía sau bài, thì hôm nay trong vô tình chúng ta chơi đổi qua một cái bộ này đấy, một cái bộ này khác, thế thì giữa cái bài này và giữa cái bài này vô tình thì nó được chủ động, nó biết được có lớp mực ở đây. Chúng ta nhìn vào sẽ thấy khi sử dụng cái kính áp tròng này, nhìn vào bộ này chúng ta sẽ thấy số. Còn nếu chúng ta đổi bộ bài này nó chưa có cái lớp phản quang ở bộ bài thì chúng ta sẽ nhìn cái kính này với bộ bài này thì hầu như chúng ta không thấy gì. Thì lúc này sao? Đối phương sẽ hoàn toàn là bất chủ động và hầu như là không muốn chơi, hoặc chơi nhỏ giọt lại và từ đó đối phương rút ra không chơi nữa. Đó là cái lý do vì sao nhiều anh chị chơi tốn rất là nhiều tiền mà không biết cách nào. Tuy là mình chơi rất hay nhưng có rất là nhiều anh chị biết cách chơi vài trận đổi bài, nên chúng ta phải chơi bài liên tục trong vài bộ bài trong này, đúng không? Thậm chí bài của người này, thậm chí bài của người kia mang ra chơi thì nó sẽ làm cho khách quan nhiều hơn. Rồi có một số anh chị sẽ hỏi là wow, thế chơi như vậy thì đeo có dễ hay không? Cực kỳ dễ chị ơi, đơn giản lắm. Nhưng có một điều chúng ta phải kỹ nhá. Khi mà chúng ta đeo cái kính áp tròng này, tôi sẽ nói kỹ ở trong phần video làm sao để cho nó an toàn với cái bộ kính áp tròng vào trong mắt chúng ta và vệ sinh nó như thế nào để giúp anh chị dễ dàng hơn. Hiện nay chúng ta chỉ biết mua kính áp tròng đâu đó ở trên internet, trên Shopee, trên Lazada hay trên nhiều kênh thương mại điện tử. Cuối cùng về chúng ta sử dụng tay hay sử dụng những cách đơn giản chúng ta đeo vào rất rất nguy hiểm, và chúng ta phải có quy trình vệ sinh, quy trình đeo đó hàng, đúng không ạ? Có một phần ý cuối cùng mà muốn chia sẻ cho anh chị biết là thêm, một số anh chị hỏi là cái này thì độ an toàn có được không? Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm đối với những anh, có rất nhiều anh đã hầu như là bị mù, không còn khả năng nhìn được nữa, hoặc là mắt nó đã bị chảy xước hư cái giác mạc đi, và chúng ta trở thành một người gọi là nhìn có các mắt khác thường, và chúng ta bỏ rất là nhiều tiền để bảo vệ lại đôi mắt sau khi sử dụng kính áp tròng nhìn xuyên mài. Đó là những gì cảnh báo đến với anh chị. Rồi thêm một phần nữa mà muốn gửi lời để cho anh chị thực sự mà muốn rõ được cái điều này và muốn an toàn hơn thì chúng ta hãy chú ý đến những nơi mà chúng ta mong muốn có được đôi kính áp tròng thực sự cho chúng ta. Tại vì hiện nay cái sản phẩm này bán rất là nhiều ở trên thị trường và chúng ta chỉ biết cái nào là thật, cái nào là giả và cái nào là được phép, không ạ? Cái này thật ra là thị trường Việt Nam chưa có công khai buôn bán là chúng ta cần sản phẩm này, vì sản phẩm này đang được gọi là không được buôn bán ra thị
trường và có ai đó đang cung cấp thì chỉ là những cái sản phẩm đâu đó đang bị trốn thế thôi. Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Nếu anh chị có đặt câu hỏi nào tiếp tục đặt câu hỏi cho tôi và chúng tôi sẽ làm video tiếp theo về đấy cho anh chị để anh chị nắm rõ hơn về điều này. Và anh chị sẽ theo dõi thêm cái video tiếp theo, video cực kỳ quan trọng đối với tất cả những anh chị mà mong muốn đeo kính áp tròng nhìn xuyên đêm. Đối với anh chị liên tục tham gia vào những quá trình mà sử dụng kính áp tròng như thế này thì không thể nào bỏ qua video đó. Xin chào và hẹn gặp lại.